tiên của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cục diện bảng B giống hệt bảng D, có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Khi U23 Syria, U23 Saudi Ả Rập đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Trong khi tình thế của U23 Qatar rất giống thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi không còn quyền tự quyết đối đầu với U23 Nhật Bản đã chính thức bị loại ở lượt đấu cuối. U23 Saudi Ả Rập dù có chút bất lợi hơn U23 Syria, nhưng họ thi đấu lấn lướt, tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng chỉ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhưng chừng đó là vừa đủ để họ tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng B và gặp U23 Thái Lan. Còn U23 Syria cũng nối gót đối thủ vào vòng knockout với ngôi nhì bảng và chạm trán U23 Australia. Trong khi đó, U23 Qatar lại không thể có được 3 điểm trước U23 Nhật Bản đã hết động lực khi chỉ có được trận hòa 1-1. Cho dù đã được U23 Saudi Ả Rập rút một tay, hai tấm vé đi tiếp ở bảng C thuộc về U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan. Ở trận đấu cuối cùng giữa hai đội có chiến thắng 2-1 dành cho đội bóng xứ sở Kim Chi. Như vậy, U23 Hàn Quốc là đội duy nhất toàn thắng 3 trận vòng bảng và sẽ gặp đội nhì bảng D, trong khi nhà đương kim vô địch U23 Uzbekistan sẽ chờ đội nhất bảng D ở vòng tứ kết. Hai tấm vé cuối cùng của vòng dành cho 8 đội mạnh nhất vòng chung kết U23 châu Á năm nay sẽ được xác định sau khi lượt trận cuối bảng D khép lại. Khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Triều Tiên đã chính thức bị loại, cặp đấu còn lại cũng được người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm là U23 Jordan gặp U23 UAE cả hai cặp đấu này sẽ bắt đầu cùng vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 16 tháng 1